Dạo này Mustway và Alpine kết hợp với nhau rất là ăn ý tại Hà Nội Cardio. Lại một combo nữa 50 triệu cho xe VinFast Lux A và SA. Nếu ta bỏ hai con súc cầm ghế Mustway kia ra thì combo Alpine này rất là phù hợp lắp cho nhiều xe khác, ví dụ như là Santa Fe, Tucson hay là Kia Sorento hay là rất là nhiều xe khác, rất là nhiều. Anh em cùng xem chúng ta lắp đặt thế nào nhá. Em Alpine PXR 600 này có giá 14 triệu 990 nghìn đồng bao gồm cả dây điều khiển. Em này có 8 kênh đầu ra công suất rất phù hợp đối với những cái xe đã có sẵn âm ly như chiếc xe VinFast Lux A này. Vị trí của con Alpine sẽ đặt đây, nhận tín hiệu từ âm ly zin, đưa qua Alpine, Alpine xử lý, đưa ra các loa cánh. Ngoài ra, em Mini Mustway P2 này đẩy hai con súp, vị trí của âm ly zin cũng để đây, tôi đặt luôn ở bên cạnh này để lấy tín hiệu từ con âm ly Alpine này đẩy ra con Mustway P2, sau đó là đẩy hai con súp dưới gầm ghế. Con súp theo xe anh em chúng tôi tháo ra, cái cồn bé tí, màng loa giấy gần loa cao su rất là mềm, đánh ra tiếng bass không chắc. Thay ngay của con Mustway CSB8W vào đúng vị trí zin, zin tất cả các ốc luôn, giá 12 triệu rưỡi. Bước tiếp theo là gắn dưỡng loa lên vị trí loa zin, sau đó bắt loa mới vào. Ở xe này ta dùng hai cặp Alpine SS65C, loa này có giá là 4 triệu 990 nghìn đồng trên một cặp. Bước này là quan trọng này, damping tạo thùng loa trên cánh cửa. Một lớp như thế này có giá là 2 triệu, một lớp trong cộng một lớp ngoài như thế này có giá là 4 triệu. Và cuối cùng sau khi xong, chúng ta lên xe căn chỉnh lại lượm lúa 50 củ. Alpine Cardio, độ âm thanh ô tô chuyên nghiệp.